mọi người. Hôm nay thì bên shop em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái con mồi câu mà rất rất là nổi tiếng luôn, được anh em cần thủ mình rất là hay sử dụng. Đó chính là con mồi có tên V5. Đó, thì để đáp ứng nhu cầu của anh em mình đó, thì bên em shop em về rất là nhiều màu. Nổi tiếng mà kiểu như là lên cá nhiều nhất thì có con V5 báo đốm này. Màu báo đốm, con này thì là màu gold, màu vàng nè. Rồi con này thì 7 màu, rất là đẹp. Con này thì giống như là con scream, con tôm á đó. Đó, màu rằng đó. Rồi, còn có thêm con này nữa, màu xám và xanh, hoa xanh. Trọng lượng của con mồi V5 này á, thì nó có trọng lượng là 12g và chiều dài là 5 cm, thích hợp cho anh em mình câu cá lóc. Ở đây thì có cá lóc bông, cá lóc đồng hoặc là câu cá kẽm cũng được. Em sẽ để một cái hình ảnh mà khách bên em đã câu dính cá lóc nhờ cái con mồi này và câu cá tráp dính con mồi này luôn ở phía đây. Rồi, bây giờ em sẽ cho mọi người xem, mọi người muốn xem màu nào? Có rất là nhiều màu luôn, màu này cũng đẹp, màu này cũng đẹp, rất là nhạy cá. Thường mấy cái con mà màu sắc đặc biệt đó thì nó sẽ dễ lên cá hơn. Em sẽ lấy ra cho mọi người xem cái cận cảnh chi tiết của con mồi bên trong. Con này thì có bi bên trong luôn, thiết kế rất là đẹp, màu sắc sơn 3D đó. Đó, mọi người nghe tiếng bi bên trong không? Nó có trang bị bi á, để tạo cái action chuẩn khi mà mình lua ở dưới nước. Con này thì là đi chìm, còn rất là đẹp. Em sẽ mở từng màu cho anh em mình coi luôn ha. Con này là con DD Frog, mã của nó là DD Frog, là con báo đốm đó. Con này cũng rất là nhạy cá. Bên em bán trên sen đỏ nhiều, rất là nhiều người mua về cái màu này luôn, mà lên cá cũng rất là nhiều. Là màu rainbow view, 7 màu. Em sẽ để hình ở đây để cho mọi người thấy phát lên em lên cá nha. Đó. Lưỡi trang bị lưỡi là lưỡi BKK, rất là bén. Mọi người thấy cái bi của nó bên trong không? Nó có bi ở đây nè, ngay gần cái đầu á. Rất là đẹp, như con cá thiệt luôn. Đây là con rainbow view. Tiếp theo là con gold black, một màu vàng óng ánh. Cũng trang bị lưỡi, tất cả đều là lưỡi BKK nha mọi người. Ở trên thân nó thì có một vài chấm như là cái da, như là cái vảy gì đó. Đây là con mới về, xanh lá pha đen, rất là giống luôn. Và con Supreme. Em đã giới thiệu sơ qua cho mọi người về cái con mồi V5 mà bên shop đồ câu Phimax bên em mới nhập về. Nếu mà anh em cần thủ nào mà mình quan tâm thì có thể để lại số điện thoại hoặc là comment phía bên dưới. Hoặc là nếu mà tiện hơn mà mình ở xa thì mình có thể click vào cái link mà bên em đã dán sẵn ở dưới, ở phía bên dưới này. Mình mua trên trang thương mại điện tử thì mình có thể được miễn phí ship. Đó. Hoặc là nếu mà gần ở Sài Gòn thì mọi người có thể ghé qua xem ở địa chỉ là 186 phường 3, 186 Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.